Cái thứ nhất nè, khi Lan mua bảo hiểm á, Lan không hề biết bảo hiểm Aviva. Ngày xưa Lan mua là Lan mua của Aviva nha mọi người. Và cái mục đích Lan mua là gì? Từ khi Lan ly hôn á, Lan thấy nhận ra rằng mình chỉ có một mình nuôi con thôi. Mình chỉ nuôi một mình, không ai phụ mình hết. Cho nên là Lan rất là sợ là, mà mẹ Lan thì cũng lớn tuổi rồi, mẹ Lan cũng 60 mấy tuổi rồi, Lan sợ là lỡ mà mình không may mình qua đời á, thì con của mình không có ai nuôi và cũng không có kinh tế để mà nuôi. Cho nên khi mà Lan gặp được cái chị này là người quen của một người nghệ sĩ rất lớn ở trong nghề. Và một lần Lan vô tình Lan đi uống cà phê cùng với lại cái người nghệ sĩ lớn đó, thì có chị đó đi uống cà phê cùng, thì mới giới thiệu qua giới thiệu lại, thì Lan mới biết là à, chị này là đang bán bảo hiểm. Thì chị mới xin Lan số điện thoại để mà chị chăm sóc riêng cho Lan và bán bảo hiểm, tư vấn bán bảo hiểm cho Lan. Thì đây là chị Dung ở bên ngân hàng Vietinbank. Lúc đó Lan không có biết chị làm ở ngân hàng nha mọi người. Lan chỉ biết là đây là chị Dung bán bảo hiểm thôi. Thì là người quen của một người nghệ sĩ lớn ở trong nghề, cho nên Lan nghĩ là ok, chắc là họ cũng đàng hoàng, họ sẽ tư vấn rất là đúng và chuẩn xác cho mình. Cho nên là mọi người khoan comment đã, mọi người tập trung nghe Lan kể cái câu chuyện của mình để mà mọi người rút cái kinh nghiệm cho bản thân mình nhiều hơn. Thì ngay tại thời điểm đó là Lan đã ly hôn rồi và Lan muốn mua một cái hợp đồng muốn làm sao để lỡ mà mình chết á, thì con của mình nó vẫn, cái tiền bảo hiểm nó sẽ đền bù lại để mà con của mình nó cũng có được một cái số vốn để nó đi học. Nó xong cái vấn đề học của nó thì hy vọng là dư ra được một ít tiền để mà làm vốn cho nó làm ăn. Lan chỉ nghĩ đơn giản như vậy. Rồi Lan nghĩ ví dụ như lỡ mà ví dụ như là gương mặt của mình nó bị thay đổi, bị gì đó, Lan không còn được làm nghề nữa, thì thôi mình có tiền mình đóng bảo hiểm á. Tại vì cái số tiền mà để đóng bảo hiểm là Lan đã để riêng ra rồi mọi người. Lan đã để riêng rồi, thì cái số tiền đó mình để mình đóng bảo hiểm để sau 10 năm á, thì mình lấy lại được cái tiền đó và cộng thêm một ít tiền lời nữa. Lan chỉ nghĩ đơn giản như vậy. Và cái chị Dung đó đó là cái người tư vấn bảo hiểm cho Lan, tư vấn bảo hiểm Aviva lúc bấy giờ, thì chị mới đánh được vào trong cái tâm lý của Lan và chị tư vấn như thế này. Chị nói là em ơi, hai mẹ con ở có một mình thôi, cho nên là bây giờ em phải lo cho cuộc sống của em. Và em mua một cái bảo hiểm để sau này lỡ có cái chuyện gì thì con em nó còn được bồi thường. Thì mình mua và chị tư vấn cho mình hai gói, một gói của mình và một gói của con. Tức là cái gói của Lan là 500 triệu, gói của Lan là 530 triệu một năm. Lan đóng là 530 triệu một năm. Và gói của con Lan là 170 triệu một năm. Đó, tức là Lan mua như vậy. Mà Lan cũng không hiểu sao mà Lan lại mua một lần luôn hai cái bảo hiểm cho hai mẹ con. Tức là lúc đó mình vừa ly hôn, mình vừa muốn làm sao để cho mà ai tư vấn cho mình cái gì mình cũng ráng mình tiếp thu vô đầu, để mà mình có được một cái cuộc sống nó tốt đẹp cho hai mẹ con. Cho nên là khi mà chị tư vấn cho Lan như vậy là một năm tổng cộng Lan đóng là 700 triệu. Thì Lan ơi, cái câu của chị nói rất rõ nha mọi người. Lan ơi, em đóng một năm 700 triệu, sau 10 năm em lấy ra được tiền gốc là 7 tỷ và cộng thêm tiền lời nữa thì nó cũng sắp xỉ là 10 tỷ. Các bạn nghe con số đó các bạn thích không? Các bạn nghe con số đó các bạn thích không các bạn? Vì sao Lan không gửi ngân hàng số tiền đó? Thay vì Lan gửi ngân hàng số tiền đó, đúng không? Tiền lời nó sẽ nhiều hơn. Nhưng Lan nghĩ tới cái câu chuyện rằng là em ơi, lỡ mà em có chuyện gì xảy ra thì ai nuôi con em? Cho nên là Lan nghĩ tới cái, Lan thấy cái con số bồi thường cho Lan rất là nhiều luôn. Nếu như mà Lan chết thì con số bồi thường cho Lan rất là nhiều, nó tới mười mấy tỷ lần mọi người, tới 15 tỷ lần. Cho nên là Lan nghĩ là à thôi, mình gửi ngân hàng tiền lời sau 10 năm nó sẽ nhiều hơn. Gửi bảo hiểm á, sau 10 năm tiền lời nó rất là ít. Nhưng mà lỡ mà có rủi ro, lỡ mà mình có bị vấn đề gì thì con mình nó có được 15 tỷ rồi. Là nghe con số đó là rất là thích. Lan không có quan tâm gì hết á. Chị nói với Lan á là bây giờ chị gửi hợp đồng qua cho em ký ha.
xong rồi em chuyển tiền cho chị. Mà các bạn ơi, một cái hợp đồng bảo hiểm nó tới 100 mấy chục trang, lẫn ai mà đọc cho nổi mọi người. Lan không biết trong hợp đồng nó thể hiện gì, cho nên đây là cái sai của mình. Đây là cái sai của Lan và là cái sai của rất nhiều người đang kêu gào về vấn đề bảo hiểm ở ngoài kia. Các bạn ơi, trong một cái hợp đồng nó lừa mình nhiều lắm các bạn. Nó không có giống như là họ tư vấn cho mình đâu. Trong cái hợp đồng đó, các bạn biết là tư vấn cho Lan là 10 năm sau Lan lấy ra tiền gốc là 7 tỷ và tiền lời nữa là gần 10 tỷ. Lan không có đọc hợp đồng. Đến ngày hôm nay khi mà có vấn đề xảy ra, Lan đi lên trên bảo hiểm thì Lan mới đọc, Lan, các bạn ở trên bảo hiểm mới ghi lại cho, mới nốt lại cho Lan, Lan mới thấy là cái hợp đồng này Lan đóng tới 74 năm lần mọi người. Mà con số lấy ra nó không phải là 7 tỷ như chị đó nói. Lan hỏi các bạn chứ, bây giờ mình 40 tuổi, mình lúc mà Lan mua cái bảo hiểm này là Lan 34 tuổi, 34, 35 tuổi. Lan có điên không mà Lan đi mua một cái bảo hiểm 74 năm, rồi ai đóng? Mua cái bảo hiểm 74 năm rồi ai đóng hả mọi người? Vậy mà hôm nay khi mà Lan lên Lan coi lại, các bạn đó nốt lại cho Lan từng cái điểm chính ở trong hợp đồng đó, thì là bảo hiểm 74 năm và con Lan 40 mấy năm. Lan không biết sao mà các bạn đã tư vấn cho Lan như vậy. Và Lan đóng 7 tỷ không phải Lan lấy ra được 7 tỷ đâu mọi người ơi. Mà con số Lan lấy ra rất là ít. Vì sao mà rất là nhiều người khách hàng á, sau 10 năm người ta đóng bảo hiểm xong người ta lấy ra, người ta lấy con số rất là ít và người ta cũng kêu gào rất là nhiều luôn. Trong cái hợp đồng bảo hiểm đó, nó không phải là một cái hợp đồng mà mình đóng vô 7 tỷ đâu mọi người. Nó chia ra rất là nhiều phần, họ tự động họ làm cho mình một cái hợp đồng mà trong đó có luôn cái bảo hiểm sức khỏe. Tức là Lan đóng 530 triệu một năm á, thì nó không phải là trọn vẹn 530 triệu cho cái bảo hiểm, mà là nó chia ra. Tức là nó chia ra thì tính ra tiền gốc Lan lấy ra là chỉ có tầm khoảng Lan phải mất mấy chục triệu một năm lận. Lan mất rất là nhiều là tại vì họ gài gắm ở trong đó, họ cài cắm ở trong đó, là cái trong đó nó có cả cái bảo hiểm sức khỏe. Mà bảo hiểm sức khỏe là cái bảo hiểm không được lấy lại. Tức là nó chia ra bảo hiểm chính, sản phẩm chính và sản phẩm phụ. Nên là các bạn phải cẩn thận, các bạn coi cái hợp đồng của mình cho nó thật là kỹ. Và đây các bạn phải nốt lại những cái vấn đề này để các bạn hỏi ngược lại người ta. Và nếu như các bạn chỉ mua nhân thọ không á, thì các bạn chỉ mua nhân thọ thì các bạn mới lấy ra được đầy đủ cái số tiền đó. Chứ nếu mà các bạn không có đọc hợp đồng mà các bạn chỉ nghe lời tư vấn thôi á, thì các bạn bị mất rất là nhiều tiền. Và lý do vì sao mà ngày hôm nay Lan biết được những cái chuyện này là nó xảy ra một cái sự cố. Tức là Lan mua của Aviva. Mà cái lúc mình mua, cái người bán cho mình, người ta chăm sóc cho mình rất là nhiều. Chăm sóc người ta tiêu điều mà giống mình giống như ông hoàng bà chúa vậy đó. Tết là gửi quà, sinh nhật cũng gửi quà, sinh nhật Louis cũng gửi quà, 8 tháng 3 cũng gửi quà, thậm chí 14 tháng 2 cũng gửi quà. Nhưng mà nó chỉ được có 6 tháng rồi mọi người ơi. Xong là bắt đầu họ bỏ mình luôn. Họ không có thèm chăm sóc gì mình nữa hết. Nhưng mà lúc đó Lan nghĩ là thôi dịch rồi. Tại vì lúc đó là năm 2020 là bắt đầu dịch rồi, đi lại cũng khó khăn. Nên mà với lại Lan cũng có ham muốn gì mấy cái quà tặng đó đâu. Nhưng mà vấn đề ở đây là cái sự chăm sóc của người ta dành cho mình. Mình cảm thấy là mình bỏ cái số tiền đó ra, mình được chăm sóc như vậy, mình cũng cảm thấy là người ta tôn trọng, mình thấy nó xứng đáng. Nhưng mà rồi nó không chăm sóc mình nữa. Rồi đến một ngày Lan mới đọc báo, Lan mới phát hiện ra là Aviva đã được bán cho một đơn vị khác. Họ cũng không thông báo với mình. Rồi cách đây khoảng tầm
6 tháng hay 7 tháng Lan lại đọc báo một lần nữa là nó chính xác là nó được bán cho MVI thuộc tập đoàn bảo hiểm Manulife. Lan không hề nhận được một cái thông báo nào hết. Lan không hề nhận được, nếu mà Lan không hề nhận được một thông báo nào về cái việc là Aviva hiện nay không còn là Aviva nữa, mà nó là của MVI. Mọi người ơi, mình ký hợp đồng là mình ký cho Aviva đúng không mọi người? Mà mình không hề được thông báo, không hề được chăm sóc, không hề được thông báo rằng là mình đã được bán cho MVI. Tức là ở đây công ty bảo hiểm họ không quan tâm tới việc là người dân người ta có đồng ý với cái điều đó hay không, cái người khách hàng có đồng ý trong cái điều, cái câu chuyện là bán lại như vậy hay không. Nếu mà tôi không đồng ý thì tôi có quyền lấy lại không mọi người? Không được quyền lấy lại. Các bạn không được quyền lấy lại đâu. Các bạn, và sau này tôi cũng không biết là 10 năm nữa tôi có được lấy lại được tiền. Mà bây giờ tôi cũng không biết 10 năm hay 74 năm nữa mọi người. Tôi mua 10 năm mà sao bán lại cho tôi là 74 năm mà tôi không hề biết. Lúc đưa hợp đồng qua cho tôi là cứ nói em ơi em cứ ký đi, mà đưa cho tôi là cứ đưa ngay cái chỗ ký tên thôi. Tôi không có biết cái gì để đọc hết trơn á, làm sao tôi biết được những cái thuật ngữ ở trong đó. Tôi chỉ biết là lúc tôi mua tôi nói rất rõ là chị ơi 10 năm em lấy ra bao nhiêu tiền. Rồi bây giờ như vậy. Rồi khi tôi lên trên công ty bảo hiểm, công ty nói là em ơi bây giờ công ty không có chăm sóc khách hàng gì nữa hết trơn á. Mà tôi hỏi mọi người, tôi mua 700 triệu một năm, mà bây giờ nói là không có chăm sóc hết. Vậy thôi, ngày xưa tôi mua bà nó 20 triệu một năm chứ tôi mua chỉ 700. Đúng không mọi người? Rồi bây giờ khi tôi lên công ty, tôi nói về vấn đề tôi mua 10 năm chứ tôi không có mua 74 năm thì công ty lại đổ thừa cho cái người tư vấn. Thì bây giờ tôi mới biết là cái người tư vấn là của Việt Tín Băng. Rồi họ nói là họ không có trách nhiệm với những người như vậy. Họ chỉ có trách nhiệm với những nhân viên tư vấn mà thuộc công ty bảo hiểm thôi. Chứ họ không có trách nhiệm với những người nhân viên tư vấn bán bảo hiểm của ở bên ngân hàng. Cho nên là mọi người á, khi mà mọi người mua bảo hiểm á, thì mọi người phải nhớ để mọi người đừng có giống như Lan. Lan không có muốn đem cái câu, tại vì Lan là một cái người là không có muốn đem những cái gì đó nó tiêu cực đến cho khán giả của mình. Lan không muốn họ tiêu cực, Lan không muốn mọi người nhìn thấy những cái chuyện buồn của mình. Cuộc đời Lan đang sống 20 năm ở trong cái nghề này, Lan ăn cơm tổ, Lan được mọi người yêu thương, mọi người coi phim của Lan thì Lan mới có được cái thu nhập cho mình. Nên Lan chỉ, mỗi khi Lan vui á, Lan hạnh phúc, Lan vui, Lan muốn cho khán giả của mình biết, cho nên Lan rất là hay khoe những cái niềm vui của mình. Nhưng mỗi khi mà Lan gặp vấn đề trong cuộc sống, Lan không có muốn chia sẻ cái việc đó cho mọi người, bởi vì Lan không muốn mọi người bị ảnh hưởng. Lan không muốn những bạn fan của Lan, các bạn lo lắng cho Lan. Nhưng mà ngày hôm nay á, Lan buộc Lan phải nói cái vấn đề này cho mọi người nghe. Tại vì Lan đã tính Lan im lặng rồi, Lan không muốn nói cho Lan bức xúc 2 năm nay rồi mọi người. Lan bức xúc câu chuyện này 2 năm rồi, chứ không phải là một mới đây đâu. Nhưng mà Lan nghĩ á, Lan biết trong câu chuyện này là Lan thua. Về luật là Lan thua, Lan không thể nào mà Lan thắng được cái công ty bảo hiểm á, Lan không thắng được bởi vì hợp đồng là mình đã ký rồi. Cái chuyện mà mình không coi đó là mình ngu, mình không coi. Đó là do mình dở. Cho nên là Lan quyết định là Lan phải nói cho mọi người nghe, mà Lan biết là khi mà Lan nói về vấn đề này á là Lan sẽ bị rất là xúc động và Lan không có kiềm được. Tại vì nó tới cả mấy tỷ bạc của mình lẫn mọi người, cho nó không phải ít đâu. Khi Lan rút ra, Lan không có rút được tròn cái con số đó. Tức là nó bị chia ra rất là nhiều sản phẩm chính, sản phẩm phụ. Nên khi mà các bạn, ngày hôm nay khi mà các bạn nào đang tham gia bảo hiểm, thì các bạn phải mở cái hợp đồng của bảo hiểm của mình ra lại, xem rằng là nó có bán dụ mình kèm theo cái sản phẩm phụ hay không. Tại vì sản phẩm phụ là sản phẩm bị mất, sản phẩm phụ là các bạn không được lấy lại, sản phẩm phụ đó là bảo hiểm sức khỏe.
Các bạn hiểu không? Sản phẩm phụ nó là bảo hiểm sức khỏe, thì các bạn đừng mua cái bảo hiểm sức khỏe đó, mà các bạn hãy mua bảo hiểm sức khỏe ở một cái đơn vị bảo hiểm sức khỏe khác, mà họ sẽ lo cho bạn về sức khỏe tốt hơn là ở công ty bảo hiểm Nhân Thọ. Tại vì bảo hiểm Nhân Thọ đó, cái bảo hiểm sức khỏe nó không, cái bảo hiểm sức khỏe ở trong cái gói bảo hiểm Nhân Thọ nó rất là tệ luôn, nó không có bao nhiêu tiền hết, nó không ít. Cho nên đó là lý do tại sao mà khi mà các bạn có đau có bệnh, các bạn đi lấy tiền nó không có được, các bạn không có lấy tiền được nó đâu. Các bạn mua một cái gói bảo hiểm sức khỏe riêng, các bạn phải mở hợp đồng của mình ra coi là trong đó sản phẩm chính là gì, sản phẩm phụ là gì ha. Rồi thêm một câu chuyện nữa là các bạn phải coi là cái hợp đồng đó nó bao nhiêu năm. Và từ đây về sau phải nhớ rằng là khi mua bất kỳ một cái gì là các bạn phải tự bản thân mình kiểm chứng. Đừng có nghe ai và cũng đừng tin ai. Đừng nghe ai và đừng tin ai, mà người càng quen thì càng không tin nha mọi người ơi. Lan đã, cuộc đời Lan lên chưa bao giờ bị ai lừa mình hết, tại vì Lan tự tin là một người thông minh, là một người có kiến thức, có kinh nghiệm sống. Cho nên là Lan tự tin mình như vậy, và Lan luôn tự tin rằng là mình đối xử với người ta không có tệ, mình cư xử với người ta không xấu, mình luôn mang một cái, mình luôn lấy cái thiệt thòi về cho mình. Thì cho nên rằng là mình cũng nghĩ rằng là người ta sẽ mang lại cho mình những cái điều y như vậy, mình nghĩ là người ta cũng sẽ tử tế với mình. Nhưng mà không, người ta chỉ chủ yếu người ta ngọt nhạt với mình một cách tốt nhất để mà mình mua được cái hợp đồng bảo hiểm đó cho người ta. Thì đó là cái mà người dân Việt Nam mình á, rất là, nói thiệt là người dân của mình, Lan nói thiệt, nếu mà đọc một cái hợp đồng và ký hợp đồng phim, Lan ký hợp đồng với một cái công ty truyền thông Lan rất là kỹ mọi người, là tại vì sao? Đó là chuyên môn của mình. Chuyên môn của Lan là đi đóng phim, và chuyên môn của Lan nó là như vậy. Và Lan đọc một cái hợp đồng về phim ảnh, Lan đọc rất là kỹ, và không ai có thể nào bắt chẹt được Lan cả. Và Lan không bao giờ bị thiệt thòi trong tất cả các hợp đồng phim, và Lan kêu chỉnh sửa hợp đồng rất nhiều. Nhưng đến hợp đồng bảo hiểm nó không phải là nghề của mình, Lan không có chuyên môn, làm sao Lan hiểu được bảo hiểm chính, bảo hiểm phụ là gì, sản phẩm chính, sản phẩm phụ là gì. Lan chỉ hỏi rất rõ là em chết, em được bao nhiêu tiền, sau 10 năm em lấy ra được bao nhiêu tiền gốc về chị, rồi bao nhiêu tiền lời về chị. Lan chỉ quan tâm tới hai điều đó thôi. Cho nên cái con số đó Lan nhớ rất rõ. Nhưng họ nói với mình là họ nói một đường, trong cái hợp đồng họ nói một cái câu chuyện rất khác. Và các bạn phải đọc hợp đồng thật kỹ, các bạn phải có một luật sư để ngồi đọc phân tích cho mình cái hợp đồng này. Và mình phải nói với luật sư của mình rằng là tôi muốn cái mục đích tôi mua bảo hiểm nó là như vậy, thì chỉ cần coi những cái mục đó và luật sư đọc và phân tích giùm mình. Các bạn biết khốn nạn nhất, cái khốn nạn nhất trong, vì sao mà Lan nói là cái Aviva và MVI của Manulife nó khốn nạn ở chỗ này nè mọi người. Lan nói cái gì nó cũng có lý do hết. Cái người tư vấn cho Lan khốn nạn 1, công ty bảo hiểm khốn nạn tới 10 lần mọi người. Mấy lần trước Lan lên á, Lan có đem luật sư của mình theo ha mọi người ha. Lan có đem luật sư của mình theo, Lan nói chuyện với họ. Họ cũng đem một luật sư của họ để ra nói chuyện với luật sư của Lan. Nếu nói về luật là đã xong hết rồi, đúng không mọi người? Và sau rất là nhiều những cái cuộc họp thì Lan thể hiện rất rõ trong email. Lan nói là ngày hôm nay Lan yêu cầu một cái cuộc họp có ban giám đốc và có luôn cả hai bạn tư vấn viên đó để ra đây nói chuyện cho Lan biết lý do tại sao mà các bạn tư vấn như vậy mà trong hợp đồng nó lại thể hiện khác, để làm gì? Để thứ nhất Lan được giải tỏa về tâm lý, để thứ hai là phía bên công ty bảo hiểm họ cũng biết là những người đi bán bảo hiểm của họ là đang đi lừa người ta như vậy. Mục đích của Lan là như vậy, và Lan thể hiện rất rõ trong biên bản hợp đồng, trong biên bản cuộc họp lần trước, và đồng thời trong tất cả những cái email mà nói qua nói lại từ hôm bữa tới giờ, và Lan vẫn giữ nguyên quan điểm của mình là như vậy. Thế nhưng mà trong email các bạn đó không hề thể hiện cho Lan biết là ngày hôm nay có tổ chức được cuộc họp hay không.
Chiều hôm qua các bạn đó phản hồi email cho Lan rất khốn nạn nha mọi người. Phản hồi email cho Lan vào lúc 16:47. Thì Lan hỏi các bạn nếu như Lan có thắc mắc gì, Lan phản hồi ngược lại thì sao? Hết giờ làm việc. Đúng không mọi người? Họ phản hồi cho Lan sát giờ làm việc. Và khi Lan phản hồi lại là hết giờ làm việc. Họ có cớ. Và sáng hôm nay Lan vẫn lên Lan, tại vì tối qua, chiều hôm qua Lan nhận được email là Lan phản hồi liền. Lan nói không, sáng hôm nay tôi vẫn lên. Trong tất cả những cái email đưa qua đưa lại, họ vẫn không hề đá động gì tới cái chuyện là mở được cái cuộc họp này hay không. Mà trong khi đó biên bản lần trước Lan đã yêu cầu rồi. Thế thì sáng hôm nay Lan lên, nó Lan không có luật sư của Lan nha mọi người. Tại vì hôm nay cái câu chuyện mà liên quan tới luật là nó đã qua rồi. Bây giờ nó chỉ liên quan tới tình người nè, tới cái sự khốn nạn của con người thôi, đúng không mọi người? Hôm nay Lan không đem luật sư của Lan theo. Và thế là họ đem luật sư của họ ra để họ ngồi họ nói chuyện với tôi. Rất là khốn nạn luôn. Tôi không có luật sư. Tôi phụ nữ. Tôi đi một mình. Tôi mua cái bảo hiểm này là bởi vì tôi nuôi con một mình. Tôi sợ tôi chết, tôi không có ai nuôi con tôi, cho nên tôi mới đi mua bảo hiểm của các anh chị. Và các anh chị tư vấn cho tôi đặt niềm tin, tôi đặt hết niềm tin vào cái cuộc đời của tôi, cái số phận của tôi vô trong cái bảo hiểm của các anh chị. Mà ngày hôm nay các anh chị đem luật sư ra để nói chuyện với tôi trong khi tôi không có luật sư. Các bạn thấy nó khốn nạn là ở cái chỗ đó đó. Mà khi họ bán Aviva, họ bán cái tập đoàn bảo hiểm, họ bán cái công ty Aviva, bán cho công ty bảo hiểm MVI thuộc tập đoàn bảo hiểm Manulife. Tôi không hề biết. Tôi không hề biết gì về cái câu chuyện này hết. Bởi vì tôi không có thích Manulife từ hồi xưa tới giờ rồi. Nếu thích tôi đã mua rồi. Bây giờ tôi thấy có một cái công ty bảo hiểm mới ok, tôi cảm thấy là tư vấn cho tôi rất là ok thì tôi mới mua. Rồi đến khi mà Aviva được bán cho MVI, tôi không hề biết. Tôi không hề nhận được một cái email nào. Tôi cũng không hề nhận được một cái thư nào. Cũng không có ai gọi điện thoại chăm sóc cho tôi. Không ai thông báo cho tôi chuyện đó. Đã từ rất lâu rồi, các bên bảo hiểm là chỉ có tới ngày nhắc tiền cho tôi thôi, chứ không hề nhắn tin chúc mừng sinh nhật tôi. Quà sinh nhật của tôi thì các bạn gửi cho tôi một cái đường link á, rồi các bạn kêu tôi vào trong đó lấy voucher. Nếu như mà tôi làm được câu chuyện đó thì tôi mua bảo hiểm 20 triệu chứ tôi không mua 700 triệu. Tôi hỏi các bạn đó là bây giờ cái gói bảo hiểm 700 triệu nó là thuộc gói vàng hay gói bạc hay là gói kim cương, và cách chăm sóc gói kim cương của anh như thế nào. Tôi mua 700 triệu một năm lận mà không được chăm sóc. Tôi rất là đau khổ, phải nói là rất đau đớn trong cái chuyện này. Nó mất dạy tới mức mà ngày hôm nay tôi không đem luật sư của tôi. Bởi vì về vấn đề luật tôi đã không nói tới rồi. Vấn đề luật là tôi biết tôi thua. Tôi ký cái hợp đồng là tôi biết tôi thua về luật. Ở đây là tôi muốn mở một cái cuộc họp về tình người, về con người, về cách xử lý nhân viên của họ. Và tôi muốn biết là họ có phải chủ trương của họ dạy nhân viên của họ là đi tư vấn lừa khách hàng như vậy hay không. Nếu như họ không có chủ trương đó thì buộc phải xử lý cái người nhân viên đi tư vấn liền. Và hôm nay họ đổ trách nhiệm hoàn toàn cho bên Vietinbank. Là bởi vì đó là nhân viên của Vietin chứ không phải là nhân viên của công ty bảo hiểm. Nên họ không có trách nhiệm. Và họ đem một luật sư ra để họ ngồi họ đối chất với một người mẹ đơn thân như tôi. Đi một mình với một con bé trợ lý nó cũng không biết gì. Nó chỉ sợ tôi lên tim rồi nó ngồi đó thôi. Tôi lên tôi cũng không có được một ly nước nào để tôi uống cả. Tôi không biết ở đây là nhân viên lừa đảo hay bảo hiểm lừa đảo. Tôi rất là sợ. Thật sự tôi rất là sợ. Cho nên các bạn đang chuẩn bị mua bảo hiểm thì các bạn phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu đầy đủ quyền lợi của mình và đúng với những gì mình yêu cầu thì các bạn hãy đặt bút ký. Tại vì bảo hiểm nó không xấu nha mọi người. Bảo hiểm nó không hề xấu. Nó là sự tích lũy cho các bạn và phòng trường hợp rủi ro. Bảo hiểm không xấu. Nhưng các bạn phải chú ý trong cái hợp đồng bảo hiểm và trong cái lời tư vấn của nhân viên tư vấn. Các bạn tuyệt đối không tin nhân viên tư vấn 100%. Các bạn phải có luật sư để ngồi đọc về cái hợp đồng đó và phải có những cái phiên chất vấn đối với nhân viên tư vấn bảo hiểm trước khi chúng ta ký hợp đồng. Đó là nội dung và cũng là thông điệp mà của Lan muốn nói với mọi người ngày hôm nay. Cậu chạy qua bên phía công an giùm con. Dạ.
À không không, ở đây đi, ở đây đi, để con vô con làm cái giấy xác nhận độc thân ấy. Ha mọi người ha. Lan chỉ mong muốn rằng là mọi người phải tuyệt đối cẩn thận và chúng ta không tin ai hết. Cái gì nó cũng phải có luật. Cái gì nó cũng phải có luật. Bảo hiểm nó không xấu mọi người, bảo hiểm nó không xấu. Ha, cụ thể là vừa rồi con Lan nằm bệnh viện và Lan phải mua một cái gói bảo hiểm riêng về sức khỏe. Lan mua một cái gói bảo hiểm riêng về sức khỏe, nó không liên quan tới nhân thọ. Và Lan biết được rằng cái câu chuyện bảo hiểm sức khỏe là câu chuyện nó sẽ mất trong năm. Tức là mỗi một năm chúng ta đóng ba mấy triệu, chúng ta có nằm viện thì chúng ta được hưởng lợi, còn không có nằm viện thì thôi chúng ta mất. Đó là cái câu chuyện bảo hiểm sức khỏe, nó không liên quan tới câu chuyện tích lũy của bảo hiểm nhân thọ. Cho nên là câu chuyện bảo hiểm nó không xấu, nó chỉ xấu ở những người đi bán bảo hiểm và những cái công ty họ xử lý cái vấn đề nó không có đúng tình người thôi. Cho nên là Lan mong là mọi người qua cái câu chuyện này, mọi người sẽ có được cái kinh nghiệm cho mình. Mọi người lưu cái clip này lại và nghe đi nghe lại về cái cách thức họ lừa mình và cái cách họ chăm sóc mình từ phía công ty cho tới nhân viên. Ha, Lan nói lại là ngày hôm nay Lan lên Lan họp, Lan không đem luật sư của mình theo. Bởi vì câu chuyện ngày hôm nay nó không liên quan tới luật mà nó liên quan tới tình người. Và công ty bảo hiểm MVI thuộc tập đoàn bảo hiểm Manulife đã đem một luật sư ra để ngồi đối chất với Lan. Thì Lan thấy đó là một cái sự ăn hiếp mình rồi. Cho nên là Lan rất là bức xúc về cái câu chuyện này và mình cảm thấy mình hụt hẫng vô cùng, hụt hẫng tột độ luôn á mọi người. Đó, cái câu chuyện nó chỉ là như vậy thôi và kết thúc tại đây. Lan sẽ tắt cái livestream này để Lan đi làm công việc, và tại vì Lan trễ giờ, Lan làm giấy tờ rồi. Lan rất là cảm ơn mọi người đã nghe và các bạn nhân, Lan cũng nói luôn, các bạn nhân viên đang đi bán bảo hiểm, làm ơn các bạn tư vấn cho nó chuẩn, cho nó chính xác. Đừng vì cái KPI của công ty đặt ra cho các bạn mà các bạn đi tư vấn xạo, đi dụ người ta. Các bạn đừng dụ người ta, tội nghiệp người ta lắm. Người ta đã không am hiểu, người ta sợ bất trắc cho cuộc đời của người ta, nên người ta mới phải mua bảo hiểm để phòng trừ rủi ro. Nên các bạn phải tư vấn cho nó đúng. Và Lan đặc biệt lưu ý với các bạn nào đang chuẩn bị tham gia bảo hiểm, các bạn làm ơn mua bảo hiểm tại công ty bảo hiểm, đừng mua qua ngân hàng. Đừng nghe ngân hàng dụ. Và Lan nói thiệt luôn là tất cả các ngân hàng đang bán bảo hiểm rất mất dạy. Các bạn quá khốn nạn luôn. Công việc của các bạn không phải là bán bảo hiểm, công việc của các bạn là làm ngân hàng. Nhưng vì các bạn bị áp số xuống và các bạn bằng mọi giá các bạn phải bán được cái bảo hiểm để thôi các bạn bị mất thiệt thòi bên công việc ngân hàng của mình, thì đó là một cái điều rất là tệ cho một cái con người. Cha mẹ các bạn sanh các bạn ra không có phải như vậy. Người ta đều dạy các bạn làm những cái điều tốt, đúng đạo đức xã hội, mà các bạn đang vi phạm đạo đức xã hội rồi. Cho nên là làm ơn tư vấn cho nó đúng cho người dân, tội nghiệp người dân. Người ta chắc chiêu từng đồng từng cắt để người ta mua cái bảo hiểm, người ta phòng rủi ro cho người ta. Các bạn nhớ nha, lưu ý nha. Bây giờ thì Lan phải đi vô, Lan làm giấy tờ rồi. Cảm ơn mọi người nha. Rất xin lỗi một lần nữa, rất xin lỗi mọi người vì cái điều tiêu cực ngày hôm nay. Nhưng Lan không thể nào Lan không nói, bởi vì mình là người có sức ảnh hưởng đến xã hội. Mình cần phải nói để cho những người, người ta đang tham gia bảo hiểm và chuẩn bị tham gia bảo hiểm, các bạn phải có một cái sự sáng suốt cho mình. Các bạn nhớ phải có luật sư nha, phải có luật sư nha mọi người ơi. Và đừng để câu chuyện là mình chỉ đăng ký mình mua 10 năm mà nó bán cho mình 74 năm giống như Lan nha mọi người nha. Để rồi đến tới giữa chừng không 74 năm ai mà đóng nổi, đóng không nổi cái là mất trắng nha các bạn nha. Cảm ơn mọi người và đặc biệt bạn nào tham gia bảo hiểm Aviva và hiện tại nó đã được bán lại cho MVI thuộc tập đoàn bảo hiểm Manulife rồi. Mọi người phải lưu ý cái điều đó nha mọi người nha. Chào mọi người.